mấy anh em đang chờ uống nước ra đây để... Đấy, chỗ này cũng nhiều cây hay này, nhưng mà toàn cây cũ. Đấy, bắt đầu dọn đấy bác. Nhìn có vẻ là rất là nét đấy. Để bác dọn ra xem như thế nào. Quên bác tên gì mà quên chưa hỏi. Em là Tuấn. Tuấn Nguyễn một dài. Tuấn Nguyễn. Cái nào chú ơi? Tuấn ơi. Tuấn Nguyễn một dài. Chú hỏi cây này. Đấy. Để xem bác ấy dọn ra cây này đẹp. Bác Tuấn là đi xe này nhỉ? Em hai xe. À. À, đấy anh em, dưới Nam Định lên đi đúng không? Dạ vâng. Đây, cứ lấy luôn cái số, à đây, bác cho xin cái số của bác cái. Nhà vườn Tuấn Nguyễn Bonsai. Tuấn Nguyễn Bonsai, số liên hệ là gì ấy? Là 0904. 0904. 838862. 838862. Đấy, tí là dọn cây này ra là có vẻ là rất là ngon đây. Cây xanh này bao nhiêu tiền đấy anh? Cây dưới là 20 triệu. 20 triệu. Để chờ bác ý tí quay lại các bác. Để phục vụ những cây khác cho mình sẽ quay lại mình xem cái kết quả. Đây cây hoa giấy. Các bác có thể liên hệ với bác đấy theo số vừa rồi nhé. Cái giấy thì tôi có quay vài lần rồi. Chậu chất trồng rất là chăm chỉ, gồm xỉ than này, chấu đốt dở này và sơ dừa, còn một số cái thứ khác nữa, ví dụ như đất thịt. Đấy. Cây bạch tuyết mai hay là cái con cây gọi là cây nổ bỏng các bác, nhưng mà được thơm như này là rất ít ấy. Thường người ta trồng ở bụi ngoài đường làm hoa ấy, ngày xưa. Đấy, thân cốt nghệ thuật như này nó ít. Xì. À đâu, xanh các bạn, xin lỗi, xanh. Dưới nó hơi bị đen đen là do nguồn nước các bạn. Cái này đen là do nguồn nước, chắc chắn cái này đen là do nguồn nước. Còn da của nó thì sáng hay không thì chưa rõ, nhưng mà nó bị đen như là do nguồn nước, nước tưới. Cái xi cổ. Cái xi cổ. Thôi, bác cái đang bận thì chẳng hỏi giá được các bạn. Bác có thể vui lòng liên hệ số để biết giá này. Ồ, cái me này có hoa này bác này. Hoa này bác thấy không? Hoa đấy, hoa các bác nhá, bé này mà có hoa búp khá là đỏ. Đây Thắng ơi, me này có hoa này. Đây có hoa, anh mua rồi. Mua rồi? Yeah. Bao tiền anh? Bây giờ bán là bao nhiêu đấy? Bán anh cũng bán cho mua cho thằng em. À đấy. Có hoa lại bé này, bán nó ra hoa rồi. Rất hay. Ra nó ra quả nơi mà rẻ, mà có giống rẻ vừa rất bay rất đẹp. Thế là lên đường rồi, mua cho thằng em mà thích trước, thích cái này là đúng rồi. Ok, thế là Thắng anh mua hộ em. Cái này thì cũ rồi, có mấy lần tôi nhấc cái này lên, xanh, nhìn xa tưởng bồ đề. Ra từng bồ đề. Đấy, Tùng La Hán này quay mấy lần rồi. Các bác thông cảm, hôm nào tôi cũng có phiên để cố gắng tôi ra rồi. Rất nhiều lần tôi quay rồi. Các bác nào mới xem thì có thể là thiếu thông tin. Đúng.
cây này mà cắt xong thì bán bao nhiêu đây anh? Cái này là giá ra anh em 35 triệu. 35 triệu, nhìn bộ chân móng thích quá nhỉ. Chờ bác cái cắt xong đấy, mới còn lũ tủa, nhưng mà nhìn thoáng thoáng cái bộ chân móng này, nuôi rất tốt, phần viết ngập mặt, khung bóng là có hết rồi đấy. Đây à, đẹp quá, ui dồi ôi, nắng quá. Quá ôi hay quá, chim gắt điếu này đi đâu có một thuốc út nắng gắt thế mũ quá này, cho mượn mũ quay xong một tí lại. Xem có cây gì mới để báo giá cái nhỉ. Đâu cây của anh từ đâu, từ đây lại đấy có mấy nhà em quay tất à, tất à, liên hộ liên hệ số kia cũng được mà của anh cũng được luôn, của anh tính được mà của anh được à. Của anh thì vẫn 0972 549 019, 0972 549 019 đấy, cứ nhắc đến quả Hải Dương là nhớ. Làm anh Duẩn không đi anh. Rồi bắt đầu cái thông này bao nhiêu tiền anh? Thông này 9 triệu rồi. 9 triệu. Thông lá hai đây, thông lá hai, thông mình đấy, thông hai lá mình, thông hai lá, lá hai đấy, thông con thang đấy, có một cái thông chơi rất là hay, rất quốc tế đã chơi lá kim rất là mạnh, mình thì ít, mình trong Đà Lạt rất chơi nhiều, còn ngoài Bắc thì mỗi nhà có thể có một hai cây thôi, nhà vườn đấy, 9 triệu. Du nhà cũng đi rồi. Cái tùng này bao nhiêu anh? Tùng nào em? Toàn đây đây. Bé này 18 triệu em. 18 triệu. Cái giấy này vẫn 25 hay sao có ảnh? Giấy này vẫn 25. 18 triệu. Tưởng em về cả đôi. Ở trên thùng tre có hơi khó đó, nguyệt quế đẹp đấy, nó là thích cây nào cứ alo đấy, nhiều cây lắm, chả phải ngoài ngô đấy, nắng lắm. Mở hàng cây nào cho bác Cương à, vừa nãy thấy bán cái sung rồi nhỉ, ba cây rồi. Linh Sam. Ba cây của con. Thế được rồi, cái cây to thì cứ lấy ngắn thôi, dài. Lên đây là có không bị lỗ là được rồi, không bị đóng tiền là được rồi. Sẵn. Lục vùng, đây cũng của góc quản hết. Lâu lắm mới gặp nghệ nhân đấy, nhà to lắm. Bí quyết gì mà được nhà to thế? Không bảo bí quyết gì mà được nhà to thế? Chỉ có 88. À thế à? 88. Vô đề nó nào chỉ 88. À. Đó là bảo anh em chuyển cho anh em chỉ. Bí kíp đấy, nhưng mà phải theo ấy, đến cùng ấy. 88 nhá. Ví dụ nay đánh 1, mai phải nhân nó lên thì mới gỡ được. Hôm nay bảo anh em 88. 88. 88. Bí quyết để có nhà có xe đấy. Nhà đẹp, xe đẹp. Mà này không chỉ tốn ít neuron thôi. Nhật.
Phần thăng này bao nhiêu tiền anh nhỉ? Thăng 30 triệu. chậu quạt vừa vặn, chậu nó rẻ nhưng mà vừa vặn, giả bốc rồi, có chịu đấy, thế rất bay rất điệu, sạch sẽ, nhìn cái điếu co lắc này, nhìn thực tế có vẻ đẹp hơn ở ngoài mình quay đấy các bạn. Quá đẹp, khu vực cây đẹp nhất chợ đây rồi. Ôi, đấy, còn nó ngẳng cấp này này. Đây là 65 em. 65. Nào bác. 65 triệu các bạn nhé. Mấy năm cái này rồi. Đó là nếu tính năm rồi đó thì còn đời rồi đấy. Bông tàn rất mịn, 65 triệu. 65 triệu. Bông tàn rất mịn, rất mịn mà. Tính năm thì khủng khiếp lắm. Đường như gầm. Đấy, mọi khi cứ để trên thùng xe đấy, quay mấy lần nữa. Cái cổ lắc đẹp đấy nha. Cổ lắc hay đấy. Tùng này mà để biệt thự đẹp lắm. Và chơi biệt thự chỉ có để tùng là đẹp nhất. Sang. Sang. Sang tùng. Chống gì khó? Chống cái này khó. Tùng này nó khó khé đây nhỉ? Đó. Làm cái chỗ này. Cái này sao có thể nào? Thế đủ đất rồi thôi, đủ nước. Đấy các bác, cây tùng rất đẹp, 65 triệu. Tôi nghĩ giá cả thế là hợp lý. Còn bằng cả là một tí nó không còn thôi.